Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, hưởng phúc tổ tiên, tiền về như nước lũ, giàu nhanh chóng mặt. Quý khán giả thân mến, theo quan niệm của tử vi phong thủy học, mỗi người đều mang trong mình một số phận khác nhau, vận mệnh thịnh suy khác nhau. Có người giàu sang phú quý tại thời điểm này, nhưng lại xui xẻo bần hàn ở thời điểm khác. Không ai có thể biết trước được may mắn sẽ mỉm cười với họ vào lúc nào. Thế nhưng, may mắn vốn dĩ được cấu thành từ cơ hội và ta cần phải nắm bắt những cơ hội vàng và phát huy một cách triệt để nhất. Cuộc sống luôn thăng trầm, biến động không ngừng, Nhâm Tý không cố gắng nỗ lực thì Nhâm Tý sẽ bị tụt lại ở phía sau mà thôi. Các Nhâm Tý thân mến, ngày hôm nay khó một, ngày mai có thể khó mười, nhưng ngày kia trời lại sáng và ngày kia lại nắng rực. Vấn đề là lắm người gục ngã ở buổi tối của ngày mai. Nên nếu đã kiên cường đến giờ, mong Nhâm Tý kiên cường thêm vài bước. Mệt quá thì khóc một trận cho thỏa, chán quá thì tắt điện thoại trốn tránh rồi nghỉ ngơi, nản quá thì đi ăn một bữa, đi uống một trận, làm tóc, làm móng một buổi nếu Nhâm Tý là nữ, hãy xem phim, chơi game vài trận nếu Nhâm Tý là nam, rồi sau đó quay lại mà đối diện với cái bài toán khó, cái trách nhiệm của cuộc đời. Lại nói Nhâm Tý có thể cược vào nhân tâm, nhưng đừng cược hết mệnh vào đó. Cửa lớn nhất mà các Nhâm Tý nên đặt là chính bản thân mình. Còn sự trợ giúp của người đời có thì tốt, không có thì một mình vẫn xoay dùng dãy đi, nhiệt quyết đi, cống hiến đi, cháy hết mình đi, để sau này kết quả có thế nào bản thân cũng có thể bất hối. Miễn là Nhâm Tý đã cố, Nhâm Tý đã chiến, Nhâm Tý đã cháy, Nhâm Tý đã làm hết những gì có thể để mong cầu sự tốt đẹp đến. Trong cuộc đời ta thì có còn gì phải ngần ngại sầu lo. Nhắc nhở cho Nhâm Tý biết vì cuộc đời Nhâm Tý đang lúc quan trọng nhất, dược hạn này sẽ đổi cảnh sang trang. Dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và các chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong 3 tháng cuối năm 2024. Nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây, hãy cùng theo kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Bước vào 3 tháng cuối năm 2024, vận trình của tuổi Nhâm Tý có khởi sắc trông thấy so với đầu năm, sự nghiệp của bản mệnh có những điểm sáng đáng kể. Trong 3 tháng cuối năm 2024, cơ hội đến không ít, nhưng có nắm bắt được hay không và phát huy tới đâu lại còn phụ thuộc vào bạn. Chỉ cần Nhâm Tý tập trung phát triển lợi thế của bản thân và có sự tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn Nhâm Tý sẽ gặt hái được không ít thành tựu. Diễn biến tài lộc 3 tháng cuối năm sẽ có nhiều tín hiệu tích cực, nhờ hàng loạt tài tinh chiếu mệnh, việc kiếm tiền khá suôn sẻ. Bản mệnh cũng được người giúp đỡ nên làm ăn có lãi, dù vậy, nhưng vẫn nên chú ý tâm trạng thất thường, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà nóng nảy. Cáo gắt kẻo phá hỏng các mối hợp tác đang có lợi, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Trong năm cuối phạm tam tai, lại có một vài hung tinh tác động xấu đến sức khỏe, tuổi Nhâm Tý vẫn nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận, rèn luyện tùy sức, sinh hoạt khoa học và điều độ để gìn giữ sức khỏe. Bên cạnh đó, Nhâm Tý cũng nên chú ý khi đi lại,
tránh gia dấp gây tai nạn. Gia đạo ít có biến động lớn, mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng bình lặng, ít sóng gió, đó cũng có thể coi là một điều đáng mừng. Sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 3 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm 2024, xét về vận trình sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý cho thấy, các khí từ tam hợp cục cho thấy, người tuổi Nhâm Tý sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp vào 3 tháng cuối năm 2024. Có nhiều cải thiện rõ rệt nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho cả những thách thức mà Nhâm Tý sẽ phải đối mặt. Đừng quên cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Khi Nhâm Tý đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những thách thức cạnh tranh có thể xảy ra sẽ chẳng có gì có thể làm khó được bạn bằng chính nỗ lực của mình. Con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn hơn nữa. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối, nhưng ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở Nhâm Tý chớ nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ hoặc khi được trao trọng trách mới. Nhưng Nhâm Tý lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm. Một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen với sự ổn định nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá. Cho dù cơ hội vẫn đang đợi bạn khám phá, Nhâm Tý nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn. Miễn là Nhâm Tý làm việc chăm chỉ thì có thể đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng cần quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, chớ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty và người khác. Những người trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý, hòa nhập môi trường mới nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, Nhâm Tý sẽ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu, thì tháng ngày sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với Nhâm Tý. Nhìn chung, 3 tháng cuối năm 2024 này vẫn sẽ thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của tuổi Nhâm Tý. Chỉ cần Nhâm Tý không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, sự nghiệp của Nhâm Tý sẽ dần tươi sáng hơn và sẽ phát triển rất tốt vào cuối năm 2024. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Tý cho thấy, về phương diện tài lộc, tài khí của bản mệnh đặc biệt lý tưởng, càng chăm chỉ càng xông xáo làm ăn, thì càng dễ thu được nhiều món lợi. Nhờ có được cả hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, Nhâm Tý có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Theo đó, Nhâm Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao. Nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho Nhâm Tý một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác. Tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà Nhâm Tý đã dành công sức dương dán bấy lâu. Do đó, Nhâm Tý nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó. Đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáu giận, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người, tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng. Bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm. Tử vi 3 tháng cuối năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Nhâm Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau kẻo lao đao. Đồng thời, Nhâm Tý có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho bản thân. Đặc biệt trong cuối năm nay, nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm. Chớ nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra vay mượn, đứng tên thay người khác, cẩn thận vướng vào dòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Xét về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý trong 3 tháng cuối năm 2024, về phương diện sức khỏe cho thấy,
bản mệnh vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng năm cuối tam tai, lại có các hung tinh bạch hổ và ngũ quỷ tác động, tình hình sức khỏe của Nhâm Tý vẫn có nhiều điều phải lưu tâm. Mặc dù thể chất của đa số người tuổi Nhâm Tý khá lý tưởng, nhưng khó tránh khỏi một vài triệu chứng khó chịu. Tuy có thể chỉ là bệnh vặt, nhưng cứ chủ quan để bệnh kéo dài vẫn có thể gây nguy hiểm. Thời điểm cuối năm là giai đoạn khá bận rộn với con giáp này, khối lượng và cả áp lực công việc tăng cao, đôi khi còn phải đi công tác hay tăng ca, càng làm gia tăng áp lực lên cơ thể. Nếu lúc này bạn không nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ khiến cơ thể quá tải, sức đề kháng suy giảm, ủ bệnh dai dẳng, lâu ngày mới khỏi hoặc dẫn đến các bệnh mãn tính. Vì vậy, trong 3 tháng cuối năm 2024, người tuổi Nhâm Tý cần chú ý cân bằng thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi, tăng cường ý thức phòng ngừa bệnh tật, vận động thể dục thể thao phù hợp, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ và khoa học, đặc biệt là vào mùa đông xuân thân thể dễ bị khó chịu, cần tăng cường bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh theo mùa. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Nhìn chung, vận trình tình duyên của người tuổi Nhâm Tý sẽ tương đối suôn sẻ vào 3 tháng cuối năm 2024. Mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng nhưng đó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bê gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia, cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, Nhâm Tý cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này, công việc của tuổi Nhâm Tý trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh bứt phá vào quý cuối cùng của năm 2024. Thời điểm này, các nhiệm vụ kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Đặc biệt, có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của con giáp này hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa, nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh tuổi Nhâm Tý luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt dượng giận. Tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhắc nhở bản mệnh chớ dội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan, lơ là, chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn, đúng mực, làm việc chăm chỉ, thì dù có tiểu nhân quấy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Xét về phương diện tài lộc. Bước sang tháng 10 âm lịch này, tuổi Nhâm Tý sẽ đón nhận tin vui về đường tài lộc, được thiên tài trợ mệnh. Nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế của con giáp này được giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của bạn tiến triển tốt, nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải có thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đến từ nghề tay trái hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh, buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này, tuổi Nhâm Tý càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ. Ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt. Vì vậy, bạn chớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc, để tránh một đi không quay trở lại. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo.
Tháng 10 âm lịch này cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực về nhân duyên và tình cảm của tuổi Nhâm Tý, bách diệt chủ đào hoa độ mệnh. Con giáp này tha hồ đón tin vui và hỷ khí ngập tràn, thời cơ sẽ đến, bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy lương duyên. Tháng này không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị, tình cảm của người đã lập gia đình ổn định và vẹn tròn. Vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, bạn có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Nhâm Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này. Bạn hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Có thời gian con giáp này nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch, khám phá những vùng đất mới thú vị. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí dưỡng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của tuổi Nhâm Tý cũng sẽ sụt giảm ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, công việc của tuổi Nhâm Tý tháng này chưa có nhiều tiến triển lạc quan, nhưng cũng vì vậy mà bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn. Chớ vì công việc dậm chân tại chỗ mà bạn trở nên lơ là, được chăng hay chớ. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Tử, bản mệnh cũng trở nên thiếu quyết đoán hơn khi đưa ra các quyết định. Bạn thường xuyên lo lắng mình làm như vậy là nên hay không nên, sẽ đem lại tác dụng gì, cũng như có khiến rắc rối nào nảy sinh hay không. Tuy nhiên, chính vì hay lo trước lo sau như vậy mà con giáp này thành ra trần trừ do dự, nhiều khi để dục mất cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt. Vì con đường công danh sự nghiệp trong tháng 11 âm lịch này không được hanh thông, nên tốt nhất bản mệnh không nên nghĩ đến những cái đích quá xa xôi. Hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chờ đợi một cơ hội ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Khi gặp phải khó khăn gì trong sự nghiệp, con giáp này cũng không nên giữ mãi trong lòng, tự mình tìm cách giải quyết. Hãy thử chia sẻ, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình để nhanh chóng tìm ra cách khắc phục. Hữu bậc cát tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần tuổi Nhâm Tý quyết tâm mà thôi. Nếu trước nay bạn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, thì trước sau gì cũng có quý nhân tới giúp đỡ, định hướng cho bạn giải pháp thích hợp. Xét về phương diện tài lộc, tháng này, vận trình tài lộc của tuổi Nhâm Tý không có nhiều dấu hiệu phát triển. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy, tuy bản mệnh thông minh, nhanh nhạy, nhận biết đâu là thời cơ, nhưng lại không có được sự quyết đoán để nắm bắt. Khi đứng trước những cơ hội mới, bạn thường lo lắng mình không đủ năng lực, nên dễ dàng nhường thời cơ cho người khác. Người làm công ăn lương tháng này không có tinh thần làm việc, bản mệnh thường làm việc một cách uể oải, được đến đâu hay đến đấy, nên chất lượng công việc chỉ ở mức đạt yêu cầu, khó có thể gây ấn tượng với ban lãnh đạo. Cũng vì không gặt hái được thành tích nào xuất sắc, nên con giáp này rất ít có cơ hội được thưởng nóng hoặc cất nhắc thăng chức tăng lương. Thái tuế hung tinh xuất hiện, cảnh báo bản mệnh dù bắt tay vào công việc quen thuộc thế nào đi nữa, cũng chớ nên chủ quan coi thường. Chỉ cần bạn bất cẩn một chút thôi là vẫn có thể để xảy ra những lỗi sai không đáng có, thậm chí phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Hữu bậc giúp cho vận trình tài lộc của con giáp này bớt phần ảm đạm, chỉ cần tuổi Nhâm Tý cẩn trọng khi đi làm việc, bạn có thể tránh được nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thậm chí bạn còn được quý nhân cầm tay chỉ việc, chạm được vào một cơ hội kiếm tiền triển vọng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, con đường tình duyên của tuổi Nhâm Tý trong tháng 11 âm lịch này cũng kém phần thuận lợi. Cuộc sống không thuận lợi khiến bạn cảm thấy buồn phiền, đa sầu, đa cảm, thậm chí đóng cửa trái tim mình, không cho những người thân thiết chân thành cơ hội quan tâm, giúp đỡ mình. Người độc thân cảm thấy quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày, nên không muốn dành thêm thời gian cho bất kỳ ai khác. Chính vì vậy, khi được giới thiệu cho một vài đối tượng, bạn thường tìm cách để từ chối khéo. Với những người đã lập gia đình, bạn và nửa kia thường thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia, bản mệnh có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn trò chuyện với người ấy. Chính vì vậy mà tâm lý luôn căng thẳng, mệt mỏi, tình cảm cũng có dấu hiệu xa cách hơn.
khi có những chuyện không thể tâm sự với người thân, bạn cũng nên tìm một đối tượng mình thực sự tin tưởng để chia sẻ nỗi lòng. Con giáp này không nên ôm hết mọi việc vào người, bởi vốn dĩ bạn không hề cô độc, xung quanh vẫn có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này may mắn là vận trình sức khỏe của tuổi Nhâm Tý không có những biến động quá lớn, dù tinh thần có căng thẳng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Nếu có lòng quyết tâm, bạn hoàn toàn vẫn có đủ sức lực và khả năng để vượt qua khó khăn, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Điều duy nhất bản mệnh cần chú ý trong khoảng tháng 11 âm lịch này chính là phải cẩn thận khi xuất hành đi xa hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bởi chỉ cần bất cẩn một chút thôi là bạn có thể để xảy ra tai nạn bất ngờ. Tháng này, khuyên tuổi Nhâm Tý làm việc gì cũng cần giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo, vừa để tránh lỗi sai, vừa để tránh tai nạn. Khi cơ thể mệt mỏi, có dấu hiệu cảnh báo, bạn nên nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Phương diện sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý tháng này được dự báo có bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt các tinh xuất hiện trong tháng hỗ trợ bản mệnh có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Vận trình tháng chạp này của bạn được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Tháng này, nếu bạn kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, bạn biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, thêm thái dương soi chiếu. Đây là thời điểm tốt để con giáp này nắm bắt cơ hội, củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh chức tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này. Do đây cũng là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên, cũng nhờ đó là khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề, không thể thiếu kỹ năng quản lý. Đây là thời gian hợp lý của tuổi Nhâm Tý được phô diễn, giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao. Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Phong độ của con giáp này đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi dòng kìm kẹp của tiểu nhân. Lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang tới cho tuổi Nhâm Tý sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để con giáp này luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và gia dấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Xét về phương diện tài lộc, trong tháng cuối năm 2024 này, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. Tháng này sự nghiệp hanh thông thì không có lý do gì tài chính của tuổi Nhâm Tý không tăng tiến, bản mệnh có nguồn thu tăng vọt. Các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn, thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán, đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều, kèm theo đó là không ít khó khăn, vất vả, nhưng bù lại, nỗ lực của con giáp này cũng đem về thành quả xứng đáng khi tài lộc vượng rõ. Với người làm công việc cố định, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm. Nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó, nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Với người làm kinh doanh, hàng hóa cuối năm dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bản mệnh cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách, thì cuối năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, tuổi Nhâm Tý nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên tiêu hoang trong mấy ngày Tết. Mà bất chấp hậu quả về sau, đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng chạp năm 2024 này là thời điểm đào hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Sau thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, tình cảm các cặp vợ chồng tuổi Nhâm Tý hòa thuận. Những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, bạn có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng ra để cả hai cùng tìm cách giải quyết.
Bản mệnh chớ nên để mấy ngày Tết mà vợ chồng vẫn hậm hực nhau, sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. Tháng này, nhân duyên cũng đang rộng mở với người độc thân. Tuy nhiên, có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá dửng dưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài, nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, sức khỏe của tuổi Nhâm Tý ở mức trung bình, bản mệnh không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe. Nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mãi mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, con giáp này càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh. Vào thời điểm này, dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu tuổi Nhâm Tý có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Theo sao chiếu mệnh, sao thái âm. Xem tử vi năm 2024 theo sao chiếu mệnh, thái âm là cát tinh. Năm có sao này chiếu thì cuộc sống vui vẻ, ít phiền muộn, tiền tài đều dượng, có lộc kinh doanh buôn bán hoặc bất động sản. Theo niên hạn, hạn diêm dương. Hạn này chủ yếu gây kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Trong năm có tin buồn tang chế trong nhà. Tuy nhiên, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại gây chuyện kiện cáo, làm ơn mắc oán. Đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ, gia đình có thể có người mất trong năm. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng gặp vận niên là kê hồi duyên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Tình cảm, gia đạo hài hòa, ít phải suy nghĩ phiền muộn, có hỷ tính trong gia đình. Cách hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn diêm dương năm 2024. Hạn diêm dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, theo sao chiếu mệnh, sao thái bạch. Thái bạch là tán tinh, gây hao tán mạnh về tiền bạc. Dân gian có câu thái bạch quét sạch cửa nhà, công việc làm ăn có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự.
Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn thiên la. Năm gặp hạn thiên la cần đề phòng đau yếu không khỏi, hao tốn tiền bạc. Ngoài ra, dễ bị lừa gạt trong chuyện làm ăn, có kẻ xấu giăng sẵn bẫy chờ, hết sức tỉnh táo và thận trọng. Theo vận niên, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Tình cảm, gia đạo hài hòa, ít phải suy nghĩ phiền muộn, có hỷ tính trong gia đình. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xe ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.